của một dự án được phát triển bởi chủ đầu tư An Giang cả nhà nhé. Thì mục đích hôm nay là Giang chia sẻ cho cả nhà về cái đợt mở bán của thấp thêm của dự án Westgate. Nhưng mà tại sao mà Giang lại ngồi tại một cái tiện ích của một cái tòa nhà khác không phải là Westgate? Tại vì Giang muốn cho mọi người thấy những cái hình ảnh mà chủ đầu tư An Giang bàn giao thực tế như thế nào để mọi người có thể là mua một cái dự án Westgate, mọi người cũng có phần nào đó yên tâm. Thì trong cái đợt này á, thì chủ đầu tư An Giang mở ra một chính sách bán hàng cực kỳ là tốt luôn mọi người nhé. Thì Giang sẽ mở cái chính sách bán hàng cho mọi người cùng xem với Giang ha. Thì trong đợt này thì mọi người chỉ cần dành ra 30% thanh toán kể từ lúc mua tới lúc gọi là thanh toán xong 30% là mọi người sẽ ngưng đóng tới lúc nhận nhà đối với những căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và cái điều đặc biệt mà Giang muốn chia sẻ cho những anh chị nào muốn một cái không gian lớn hơn là căn 3 phòng ngủ. Căn 3 phòng ngủ thì nó có hai loại diện tích là căn 85m² và căn 113m². Nhưng mà cái điều đặc biệt của căn 3 phòng ngủ này mọi người chỉ thanh toán đúng 15% một lần duy nhất thôi là mọi người ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn. Quá nhẹ phải không ạ? Đó, mọi người có tìm được một cái dự án nào mà với chính sách thanh toán cực kỳ là nhẹ như vậy để mà mình tới lúc nhận nhà luôn không ạ? Mọi người sẽ không lo ngại gì cái khoản tài chính mình phải đóng đều tới lúc nhận nhà. Thì trong cái khoản 85% mình đóng 15% thì còn 85% còn lại á mọi người cứ gửi ngân hàng tới đó mình lấy lãi thôi, cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà chưa hết nha mọi người, còn một cái những cái ưu đãi cực kỳ là hay của chủ đầu tư An Giang dành cho khách hàng nè. Và anh chị quyết định đặt mua hôm nay và tới cái ngày mà chủ đầu tư mở giao hàng á, nếu mà mọi người gấp căn thành công trong đúng cái ngày mở giao hàng thì chủ đầu tư mọi người quyết định mua luôn, thì chủ đầu tư An Giang sẽ chiết khấu thêm cho mọi người 0.5% trên giá trị hợp đồng mua bán của mọi người luôn. Đã mọi người, quá là đã luôn. Và có một điều đặc biệt tiếp theo dành cho những anh chị sở hữu cái căn hộ tại Westgate trong cái đợt mở bán lần này luôn nè, là chủ đầu tư An Giang sẽ tặng thêm cái bộ nội thất cực kỳ là cao cấp đến cho anh chị luôn. Là ngoài cái những cái nội thất cơ bản là chủ đầu tư sẽ tặng cho mình cái bộ nội thất, và bộ nội thất này sẽ có cái danh sách đi kèm, Giang sẽ gửi cho mọi người xem cái danh sách đó sau mọi người nhé. Rồi rồi, chính sách nó đã hết chưa? Vẫn chưa hết mọi người, nó còn chính sách cực kỳ là tốt luôn. Nếu mà mọi người mua sỉ thì mọi người sẽ được chiết khấu từ 1-2% luôn trên mỗi cái căn mọi người mua luôn nha. Đó, cực kỳ là tốt luôn. Còn chưa hết mọi người, sẽ có một chính sách này dành cho những người đã mua những cái dự án của chủ đầu tư An Giang. Giả sử anh chị đang mua cái dự án của Rio Panorama mà cái tòa nhà mà Giang đang ngồi nè đó, thì mọi người mua thêm nữa thì mọi người sẽ được chính sách khách hàng thân thiết, sẽ được chiết khấu từ chủ đầu tư An Giang từ 1-4% luôn. Quá trời nhiều chính sách luôn ạ. Cái này chưa hết nha, tới ngày mở bán thì chủ đầu tư An Giang thường sẽ có những cái chính sách đặc biệt trong cái ngày mở bán nữa, cực kỳ là tốt. Thì những cái đợt trước trong những ngày mở bán là chủ đầu tư An Giang tặng ngay cho khách hàng từ 2 chỉ vàng nè, 50 triệu thậm chí là tới 100 triệu trong ngày mở bán luôn, cực kỳ là nhẹ, cực kỳ là tốt không ạ. Anh chị khách hàng hãy nhanh tay liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855 để mình đặt mua và mình sở hữu ngay một căn hộ tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đó là dự án Westgate. Hãy nhanh tay liên hệ với Giang mọi người nhé. Giang là phục vụ anh chị khách hàng từ lúc mua tới lúc nhận nhà tới lúc bàn giao luôn. Và sau này anh chị muốn bán lại hoặc cho thuê lại thì cứ liên hệ với Giang. Giang sẽ hỗ trợ đồng hành cho anh chị từ lúc mua tới lúc là cho thuê bán được luôn. Và mọi người thấy đây là cái chứng minh nè. Đó, đây là một cái văn bản chuyển nhượng được cái phòng công chứng châu Á nè. Đó, thì bên Giang đã hỗ trợ cho một số khách hàng họ mua họ chuyển nhượng ra được rồi. Đó. Hãy liên hệ với Giang. Giang sẽ hỗ trợ anh chị từ lúc mua tới lúc nhận nhà và lúc cho thuê luôn. Cái này là cam kết tuyệt đối. Hãy xem cái kênh YouTube của Giang, kênh YouTube là Nguyễn Duy Giang. Thì cái kênh này là Giang chia sẻ những cái hoạt động của Giang trên đó để mọi người thấy những cái gì mà Giang đã làm được cho khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị tại văn phòng chủ đầu tư An Giang để mình ký ngay một cái hợp đồng sở hữu ngay căn hộ Westgate.